Hello các bác, cô chú anh chị. Hôm nay sang à, thợ làm gì đấy bà? Làm cây mua đi em, à, à. Run cô bán chưa? Đấy. Đang ở chợ Vạn Phúc, chỗ nhà bà Vững, bà Mừng đây. Vừa mới ở bên bà Mừng về. Bây giờ sang nhà bà Vững lâu lắm, năm nay mới có tí thời gian ra đây với bà. Bà sang, bà đang bận nấu cơm à? Để có tưởng là báo giá được thì bà chạy ra với cháu. Không thì cứ quay nhá, xong rồi người ta gọi bà nhá. Không cần đâu, không cần đâu, không có nón đâu. Cây si này là của nhà mình hả bà? Cái này là bao nhiêu tiền đấy bà? Ôm chậu đây, hai lần chậu đây. Bà nhỉ? Đang bận nấu cơm. Si nôm na là các mỗi vùng miền gọi một kiểu. Mỗi vùng miền gọi một kiểu, xong tôi thì gọi là chi trắng. Đấy, ôm hai lần chậu, ui không phải ấy đâu bạn. Đứng đây tí xong vào trong kia dâm giờ. Cái đấy thì bao nhiêu tiền đấy bà? 15 triệu. Báo giá cho khán giả xa gần, 15 triệu. Bà đọc cái số luôn của bà đi. 0947 181 703. Bà Vững chợ Vạn Phúc nhé, Hà Đông Hà Nội nhé, chứ không phải Hồ Chí Minh đâu mà tìm bà nhé. Đấy, ông nào mới xem thì biết số của bà mà lưu lại luôn nhé. Sau rồi có cây mà gọi, sau này lại hỏi lại số, kia lắm. Đấy. Si. Đấy, lá tròn như đồng tiền đây, dày bịch. Ok, để đi một lượt sơ sơ để bà vào giá sơ bộ vài cây xong rồi bà còn vào nấu cơm. Đấy, vào nấu cơm. À, cây mai dán cổ đây. Bao tiền một cây này bà? Cây mai 15 triệu. 15 triệu. Cơm đẹp, cổ già. Ok, đây. Bà cứ báo đi, đi một lượt xong rồi biết sơ, biết sơ sơ giá rồi, rồi bà vào nấu cơm tiếp. Đấy, cái còn cây này. Cây này chưa bán, cây này 10 triệu. 10 triệu. Ông nào mà mua làm bộ ba cây này thì đẹp quá nhỉ. Chính ra làm ba cây này là một bộ được. Cái trực ở giữa hai cây có cái tay phóng hai bên đẹp. Chơi bộ chi tích. Đấy, còn cây me thì bao nhiêu tiền mà? 10 triệu. Đấy, thấy nghe mùi thấy êm ái đấy. Nghệ thuật chưa? Đẹp lắm. Nhìn như vũ nữ nhỉ. Đấy. Rất giá rất bình dân. Chứ bây giờ một cái xanh mà ngu cục một tí phôi là đã mấy chục triệu rồi. Cây me như thế này có 10 triệu. Mà anh em mà thiện chí là có khi là bớt được tí thôi đấy. Nhảy ba nhảy. Đấy, thế là cứ mạnh dạn. Alo. Đẹp đấy. Cái me đẹp. Mịn tí kỹ càng sợi này. Sợi như nhôm chả rồi. Đấy, gỡ hết dây rồi, tháo dây rồi. Từ dưới lên trên không biết. Đấy. Này chắc là có nhiều quả đấy. Đây quả. Đấy. Đây là đôi đơn vàng. Đơn vàng, đấy. Mặt này xấu, mặt đẹp này này. Đôi đơn. Hoa rực rỡ lắm. Rồi, nhìn thấy rụng hoa này là hôm biết. Hôm nay hết hoa rồi. Đôi này là bao nhiêu tiền bà? Đôi đơn này 20. 20 triệu một đôi. 10 cây mà 10 triệu một cây. Đấy, 10 triệu một cây. Cao tầm mét rưỡi từ mặt chậu lên. Rất sung xuê đầy đặn. Một cốt mới quý nhá. Đấy, một cốt. Chứ không phải là bụi đâu nhá. Một cốt luôn. Quá đẹp rực rỡ luôn. Đi, tiếp theo đi bà. Ra. À. Được rồi. Cây này là cây láng trực siêu. Bao nhiêu tiền đây là? Cây siêu này 25 triệu. 25 triệu. Mỗi tội là hơi kín, hơi khó quay. Mặt này chắc nhìn thấy. Đấy. Hai mươi năm triệu. Cúc mai cổ thụ.
được rồi, đi bà vào trong này làm một lượt xong rồi quay chi tiết sau. Đây này, đôi mọc này. Đâu bà? Cây này cây kia. À ừ nhỉ. À cây này hôm quay cho bà rồi đấy. Cái mọc hôm đấy là bao tiền cây bà nhỉ? Chả nhớ. 70 triệu một cây này. Chắc cao phải hơn 4 mét. 4 mét rưỡi. Đường kính 25. Đường kính 25. 1m2 với bốc vậy à cành. Đấy. Cao 1m2 với bốc đấy. Ôm được đây. Đấy. Ghê chưa? Hai cây. Bà còn mấy cây trong kia nữa đúng không? Mấy cây trong kia bán rồi, còn hai. À, à thế, còn hai cây này. Nhìn thân như cây sạc cừ. Cha Phúc Kiến này bao tiền cái cây này bà? Bà Vũ ơi. Cha Phúc Kiến. Cha Phúc Kiến này hoa quả khá là đẹp. Đây này cái đôi cha Phúc Kiến này này. Cái đôi là 1 triệu một cây. 1 triệu một cây, rất rẻ. Rất rẻ, rất là rất già lắm. Đấy, nhìn này, quả đây, hoa quả đây. Già này. Già. Đấy. Cái này cái quay cái là hán để cho cô mới mang. Bao giá luôn bà. Cái này là bao tiền bà nhỉ? Đấy, cái này là bao tiền? Cái la hán này được già. Cái la hán này này. La hán 8 triệu, đường kính gốc 30. 80 triệu. Thế bà mừng có bán mấy cây to lắm. Đây, đứng đây này. Mừng là sao to mà thế này. Thế, gọi là bán lưu ý, bán được giá thế. Mừng ngon. Có lộc. Đó, đứng này cây đẹp lắm. Đấy. Một đôi này là hoàn tiền nhau đúng không ạ? Không, loại này khác. Loại này bán có 4 triệu một cây. Đấy, 40 triệu một cây. Còn đường kính là, có hành. Còn đây là vừa nãy bà bảo mấy bao nhiêu? Cái lão mai. Là bao tiền một quên. Bán 70 triệu. 70 triệu cây này. Đấy, từ mặt trời lên chắc cao khoảng 2 mét nhỉ. Mặt chậu lên 2m rưỡi. Tay đoàn to bằng bắp chân. Đấy. Đấy, nhìn thấy hàng của mình thích là đến ngay các bác nhé. Đây bạt ngàn. Đây còn có đôi tán tầng đẹp này này. Cái loại đây. Này là loại giá thịt đi chẳng hạn. Đâu? Loại này đường kính gốc 30. À, ừ nhỉ. Thân cốt nở ghê nhỉ. Mới nang 10 cây như này. Nở nang ghê nhỉ. Đấy, cái còn cây này thì bao nhiêu? Cái này bán 70. Nhìn kìa. Nhìn gốc gác nó nở. Nó... đường kính gốc 35. Nó phù hợp với thân trực. Gốc nó to, nhìn vững 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 trái. Đúng như tên bà vững. Cái còn cây tán tầng này bà. Cây tán tầng là một đôi này là 100 triệu, 50 triệu một cây. Một đôi 100 triệu, 50 triệu một cây. Đường kính gốc 30. Đấy, nhìn như cây thông ấy, Noel ấy. Cao 3m rưỡi. 3m rưỡi cao. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tầng. Cái quả cúc là 9 nhé. Đó. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn, đấy. Hà làm hai cây hai bên thì thể hiện đẳng cấp của gia chủ đấy. Chơi theo lối cổ này rất là hay. Xem nào. Đây, xanh Nam Điền này. Rồi, đấy, cây này thì bà... xanh Nam Điền 100 năm rồi. Là giá là bao nhiêu đấy bác? Xanh này bán 50 triệu. 50 triệu. Đấy. 50 triệu. Đấy, được cái đoạn này xuống. Nở ngắn. Già lắm. Bẹ kìa. Rồi. Bẹ cuốn quýt. Bẹ cuốn quýt nhịn tít này. Đấy, à đây một cây là hán tán tầng nữa bên này đây. Là một đôi của nó đây. Đôi là 100 triệu đó. Đang chờ đại gia đích thực này. Người yêu cây thực sự. Đấy, con cây me này thì bao nhiêu à? Cây me này bán 30 triệu. 30 triệu. Đang rất sum xuê, rất đẹp. Đường kính gốc 33. Đường kính gốc 33. Mà cành trên đuổi cành dưới. Đấy. Đẹp lắm. Đẹp, nghệ thuật.
hơi sâu nhỉ. À đấy, cái đấy thì nhiều bao nhiêu mà? Cây này cũng bán tầm 25 triệu. Ngang ngửa với cái cây tùng này đấy. Tiếp khách mình vào đây xem có cái gì mình thích không. Các bác thích gì? Nhiều lắm. Dàn trái này, để tí màu trái khiếp, trái như cây nho. Triệu rưỡi một cây. Đây quả trái như có thêm quả chỗ này nữa nhỉ. Có cây ổi nhiều quả quá. Cây này bán chưa bà? Chưa. Nhiều quả quá. Cây ngon mà. Quả ngon lắm. Cháu vừa mới thịt cục vào bà một quả. Ngon không? Ngon, nhưng mà nó rụng rồi. Mới chuyển chậu nó đang chổi. Ý là nó chín kỹ quá. Cây này là bao tiền đấy bà? Đây bán 6 triệu. 6 triệu thôi. Đấy, bảo là vài lứa quả là lấy lại vốn được rồi. Làm gì bán quả đâu. Nhiều quả quá này. Đây. Đây, cảnh đẹp. Đấy. Nói chung là anh em mà gần mà ra đây được thì cứ cố gắng mà qua tí. Nhiều lựa chọn lắm. Chanh này, ổi đây này. Nó là vựa cây rồi. Đấy, lá hán thì bạt ngàn. Rất rẻ. Muốn cây đắt có cây đắt, muốn cây rẻ có cây rẻ. À. Đấy, ví dụ như lá hán như này thì bao tiền cây bà? Đâu? Đây, dãy này. Cây này được 1,5 triệu. Được dưới, đấy, cây cao cao đấy thì bao nhiêu? Cây cao cao 2 triệu. 2 triệu, đấy. Lên mái thế thôi. Còn đồ đẳng cấp đằng kia, thích kiểu gì cũng có. Đấy. Vừa nãy đang quay dở cái chỗ ấy thì có điện thoại. Đây này mày quay nữa. Ôi ơi. Đấy, có khứa, có khứa. Đây đây. Này là hán đẹp này này. Vâng. Đây này. Đây cháu này. Là hán phi lạo đấy, hàng đẳng cấp đấy. Đấy, có khách chạy ngay. Dãy này chắc một tầm khoảng 70-80 một cây đấy. Đấy, bộ ba cây này, này. Cao 2,5 m. Đường kính gốc tùy các bác đề xuất xem nào. Đến đo đây. Tôi nhìn cỡ tay tôi một thể loại tay to đấy. Đấy. Vừa nãy đang quay dở ở chỗ này. 1,5 triệu một cây sam. Sam núi trái à, hàng ở miền trong ra đây toàn cát kiếc này, cát với sơ dừa. Răng làng hoa sam hoa nhé, sam hoa không có trái đâu. Nhìn như trái nho cảm giác mọng ăn được. Me nho nhỏ này cũng hay. Đấy các bác. Ôi nóng quá, chắc tôi xin phép giúp có ông bạn ông đến chơi. Vừa alo như nào. Phải chạy về cả. Đấy có cái tường vi đẹp này. Cái tường vi này. Chân móng tốt. Chân móng tốt nhé. Chân móng tốt, lắc khá là ổn. Giá thì các bác alo vào nhé. À, đây có một cây và một cây nữa đây. Chung đa dạng chủng loại, đa dạng giá cả. Ok, cảm ơn các bác. Xin phép rút lui thôi.
cái men này đẹp mà nó nhỏ nhỏ, nó vừa với kích cỡ này. Đấy, thế là kết thúc video nhà bà Vững tại đây hôm nay các bác nhé. Chúc các bác có những cây mình thích và giao dịch thành công nhé.